Báo cáo từ hội nghị sản xuất kinh doanh an toàn quý 1 của Than Nam Mẫu đã chỉ ra những mặt đã làm được và những mặt còn hạn chế, từ đó đưa ra phương hướng nhiệm vụ cho sản xuất quý 2 và những tháng tiếp theo của năm 2017. Ngay từ đầu năm, công tác điều hành đã được Than Nam Mẫu triển khai quyết liệt. Các đơn vị khối sản xuất được rà soát bố trí nhân lực đảm bảo, ổn định được dây chuyền công nghệ, nên công tác sản xuất kinh doanh có bước phát triển ổn định, lợi nhuận đạt 12,7 tỷ đồng, bằng 42,1% kế hoạch của cả năm. Thu nhập bình quân đạt trên 11 triệu đồng trên người trên tháng, năng suất lao động tăng 6,84% so với cùng kỳ năm. Đặc biệt, tỷ lệ công nhân lò chấm dứt hợp đồng cũng giảm 50% so với cùng kỳ. Đây là một tín hiệu đáng mừng cho thấy môi trường làm việc tại công ty đã được cải thiện rất nhiều. Mặc dù tiêu thụ khó khăn nhưng công tác điều hành các khâu gia công chế biến và mở rộng kho bãi chứa đã được chủ động trước, đáp ứng được sản xuất. Các chủng loại than và phẩm cấp than đều đạt, vượt các chỉ tiêu kế hoạch tập đoàn giao. Tại hội nghị, báo cáo tham luận đã thẳng thắn đưa ra những vấn đề tồn tại, từ đó giúp lãnh đạo công ty có những giải pháp khắc phục kịp thời. Một số ý kiến tham luận còn mạnh dạn đề xuất giải pháp để các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến một cách khách quan, hiệu quả. Dự báo quý 2 năm 2017, công tác tiêu thụ than của tập đoàn còn gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của Than Nam Mẫu. Nhưng để hoàn thành kế hoạch quý 2 và cả năm 2017, ổn định thu nhập cho người lao động, Than Nam Mẫu đã đưa ra các giải pháp điều hành, trong đó đảm bảo an toàn là mục tiêu hàng đầu trong công tác sản xuất kinh doanh của công ty, gắn trách nhiệm và lợi ích của tập thể cá nhân với việc thực hiện công tác an toàn. Tiếp tục cải thiện, nâng cao điều kiện làm việc cho người lao động ở hiện trường để tăng năng suất lao động, tăng thu nhập, từ đó giúp người lao động ổn định tư tưởng, gắn bó và chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp. Trong đó, điều tiên là tiếp tục thực hiện cách quyết liệt tăng an toàn, bảo hộ động, an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Đây là yếu tố tiên quyết để đánh giá từng tập thể nào hoàn thành nhiệm vụ, một cá nhân nào hoàn thành nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Vậy đều yếu tố tiên quyết để khẳng định cái cá nhân đấy có được giao trọng nhất không, phổ biến lại cái kiến thức về an toàn, kiến thức về công việc, và không ai khác hơn anh còn đã phải chủ động báo cáo lại những phần việc mà các công trường tiếp tục quan tâm đào tạo thêm. Là các cán bộ chủ sản xuất của công trường chúng ta mạnh mặt tiếp tục thuê các cái trường hoặc chúng ta tự đào tạo ở cái khu đào tạo ngắn hạn bằng các kinh nghiệm sản xuất, bằng kỹ năng sản xuất để truyền nghề với nhau. Là tiếp tục chúng ta đầu tư công nghệ, mua sắm thiết bị tốt để giảm sức lao động công nhân làm việc hiện trường. Đây là yếu tố tiên quyết. Chúng ta làm sao để cái công nhân mở mắt ra hoặc trước giờ vào ca người ta muốn đi làm, người ta không ngại cái gì cả, thì đấy là cái đích của sản xuất.